cháy lớn kèm theo tiếng nổ ở nhà xưởng, gần 7 tiếng mới dập được lửa. Mới đây một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà xưởng, rộng hàng nghìn mét vuông ở Bình Định và gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù công tác chữa cháy diễn ra khẩn trương, song phải tới gần 7 tiếng đồng hồ sau đó, đám cháy này mới được dập tắt. Khoảng hơn 21 giờ tối 4 tháng 9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực xưởng chứa hàng thành phẩm của một công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định được biết bên trong nhà xưởng chứa gỗ cùng nhiều nguyên liệu dễ bắt lửa, bởi vậy mà ngọn lửa càng lan rộng và khó kiểm soát, lửa thiêu dụi tất cả đồ đạc, tài sản bên trong, thậm chí vách tường và mái tôn của nhà xưởng cũng bị đổ la liệt trên mặt đất. Thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ cho biết, nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh nhà xưởng, thậm chí là cách tới 100 mét kể lại rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn khi đám cháy diễn ra. Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng chục nhân viên cứu hỏa cùng với 12 xe đã được điều động tới hiện trường để tiến hành dập tắt đám cháy. Do đám cháy diễn ra trên diện rộng nên phải gần 7 tiếng đồng hồ sau đó, tức là khoảng 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9 thì đám cháy mới được khống chế. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại. Trước đó vào tháng 7 năm 2020, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại công ty sản xuất đồ gỗ thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ngọn lửa bắt đầu sau khi một tiếng nổ lớn phát ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng sau đó bùng lên dữ dội trong khu vực nhà xưởng các công nhân sau đó đã nhanh chóng phát hiện và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành vụ cháy sau đó đã được dập tắt sau khoảng 2 giờ đồng hồ tại hiện trường vụ việc một nhà xưởng rộng hơn 1.000 mét vuông của công ty đồ gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn và đổ sập trong khi đó khu nhà xưởng sát bên của công ty cũng đã bị thiệt hại về tài sản khi nhiều vật liệu hàng hóa bị cháy hỏng để đảm bảo an toàn, các nhà xưởng nên chuẩn bị các thiết bị chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra, đồng thời nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cứu hộ để kiểm soát đám cháy trong thời gian sớm nhất. Để đảm bảo an toàn, cách